Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 Ryan, sách mới của chương trình học năm nay 2024-2025. Sách Ryan, ok, sách mới nè. Và hôm nay chúng ta đi vào bài số 1, Life, Past and Present, cuộc sống ở trong quá khứ và ở hiện tại nha. Chúng ta đi vào trang số 10 là phần Vocabulary, Communication, giao tiếp, giao lưu, gọi là thông tin liên lạc nha. Có thể dịch là thông tin liên lạc. Cái từ communication mình dịch là giao tiếp hoặc là thông tin liên lạc. Rồi, bài số 1, activity 1, bài số 1, trang số 10, listen and repeat, phrase to phrase. Phrase to phrase là trực tiếp, mặt đối mặt, nhà trực tiếp. Letter là lá thư. Diary, nhật ký. Telephone là điện thoại. Email là thư điện tử. Text message là tin nhắn văn bản, nhắn tin. Smartphone là điện thoại thông minh. Social media đó là mạng xã hội đó, mạng xã hội. Blog hoặc là vlog, ok. Vlog có nghĩa là, rồi chúng ta có này, blog đó, blog là nhật ký trực tuyến, ok. Communicate là truyền đạt, liên lạc. Communicate là nhấn âm 2. Communication là nhấn âm 3. Communication âm 4 chứ, sự truyền đạt, sự liên lạc. Diary là nhật ký. Email thư điện tử. Phrase to phrase gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp. Letter thư, thư tín. Smartphone là điện thoại thông minh. Social media truyền thông mạng xã hội nha, mạng xã hội, truyền thông mạng xã hội. Telephone điện thoại. Text message tin nhắn văn bản. Vlog nhật ký video nha. Blog là nhật ký trực tuyến, còn vlog là nhật ký video, chúng ta dịch như vậy. Rồi chúng ta ghi vô này. Face to face là trực tiếp, nói chuyện trực tiếp nha, nói chuyện trực tiếp. Letter lá thư. Diary nhật ký. Diary. Telephone điện thoại. Email là thư điện tử. Text message, thêm số nhiều vô thì chúng ta đọc là text messages, tin nhắn văn bản. Smartphone là điện thoại thông minh. Social media, mạng xã hội, truyền thông mạng xã hội. Blog, nhật ký trực tuyến, nhật ký video, nhớ dịch như vậy, ok. Read again. Phrase to phrase, letter, diary, telephone, email, text message, smartphone, social media, blog, vlog, ok. Bài số 2 của chúng ta liên quan phần pronunciation, phần phát âm. Trong trường hợp này, các bạn sẽ phát âm chữ D và chữ T nha. Diary, sent, write, media, present, friend, talk, today, telephone, communicate, ok, chữ D, T, nhá, chữ D, T, và K là T, nhá, communicate. Rồi bài số 3 thì chúng ta sẽ nghe sau và làm sau.
đó là nghe 5 người nói chuyện về cái cách họ và thông tin liên lạc mà họ thích, cái cách họ giao tiếp mà họ thích. Và chúng ta nối speaker 1 to 5 với những cái cách giao tiếp là A to E này, social media mạng xã hội, smartphone này, letter là thư này, text message này, phrase to phrase này. Ok, chúng ta sẽ nghe máy đọc Unit 1. Lại cái phần này nha. Life, past and present. Exercise 1, page 10. Face to face. Phrase to phrase. 2. Letter. Letter. 3. Diary. Diary. 4. Telephone. Telephone. 5. Email. Email. 6. Text message. Text message. 7. Smartphone. Smartphone. 8. Social media. Social media. 9. Blog. Blog. Vlog. 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 Rồi. Ok, chúng ta qua cái phần bài số 2. Exercise 2. Page 10. Pronunciation. T. D. Diary. Send. Write. Media. Present. Friend. Talk. Today. Telephone. Communicate. Rồi, chúng ta nghe bài số 3. Speaker 1. At work, I usually send emails or talk on the phone. So when I communicate with my friends and family, I prefer talking with them face to face. Speaker 2. My friends often ask me why I don't use social media. But I don't think I need to go online. I think it's faster and more convenient to use my smartphone to call others. Speaker 3. When it comes to communication, I don't like talking on the phone or face-to-face much. I'm very shy, so I prefer sending text messages when I need to communicate. Speaker 4. Some people say I'm old-fashioned, but I think the best way to communicate is by sending letters. It's nice to read a letter from someone you care about because they took the time to write it by hand. Speaker 5. I rarely call people on the phone, and I don't send emails anymore. It's much easier to go on social media and talk about my life. In this way, everyone knows what's going on with me. Ok. Listen again. Exercise 3, page 10. Speaker 1. At work, I usually send emails or talk on the phone. So when I communicate with my friends and family, I prefer talking with them face to face. Speaker 2. My friends often ask me why I don't use social media. But I don't think I need to go online. I think it's faster and more convenient to use my smartphone to call others. Speaker 3. When it comes to communication, I don't like talking on the phone or face-to-face much. I'm very shy, so I prefer sending text messages when I need to communicate.
Speaker 4. Some people say I'm old-fashioned, but I think the best way to communicate is by sending letters. It's nice to read a letter from someone you care about because they took the time to write it by hand. Speaker 5. I rarely call people on the phone, and I don't send emails anymore. It's much easier to go on social media and talk about my life. In this way, everyone knows what's going on with me. Okay. Rồi, ok, đây là đáp án của chúng ta. Qua bài số 4 này, how do you communicate with your family and friends, tell your partner? Có nghĩa là gì? Bạn giao tiếp với gia đình và bạn bè bằng cách nào? Nhá, ví dụ như là I usually talk with my family face to face. I often use social media to communicate with my friends. Tôi luôn luôn nói chuyện với gia đình là trực tiếp. Tôi thường sử dụng mạng xã hội để giao tiếp với bạn bè của tôi. Vậy thì chúng ta có thể ghi một cái hai cái câu mà tương tự như vậy, sử dụng các phương tiện khác. Ví dụ I usually bởi vì bạn này bạn ở xa với gia đình chẳng hạn, thì bạn có thể là communicate. I usually use smartphone. Chẳng hạn một bạn đi học xa gia đình đi, thì bạn sẽ sử dụng smartphone to communicate with my family. I often use social media. To communicate with my friends. Ok, sử dụng mạng xã hội để giao tiếp với bạn bè. Rồi, hôm nay bài của chúng ta trang số 10 tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong trang số 11. Goodbye and see you later.